và các bạn, những ngày gần đây thì cụm từ gói rau quả bằng lá chuối thay cho túi ni lông tràn lan trên các trang báo, mạng xã hội và cả siêu thị cũng như là cửa hàng bán thực phẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì người tiêu dùng cũng nhanh chóng nắm bắt thông tin và quan tâm hơn với những địa điểm ứng dụng hình thức bảo vệ môi trường này để có được những giải pháp phù hợp cho việc gói hoặc là bọc thực phẩm bằng lá chuối được nhanh chóng cũng như là dễ dàng và tiện lợi hơn. Xin mời quý vị cùng đến với một cửa hàng bán thực phẩm ngay bây giờ. Thời gian qua, thói quen sử dụng các loại vật liệu như bao ni lông, hộp xốp, màng bọc để đựng nông sản, nhất là rau củ quả đã gây hại đến môi trường do khó bị phân hủy. Biết rằng độc hại, nhưng các điểm bán hàng chưa thể tìm ra được loại túi phù hợp. Tuy nhiên, gần đây, một xu hướng mới được các chuỗi siêu thị như Co.opmart, Big C, Lotte Mart, cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng để bảo quản nông sản, đó là lá chuối. Gần một năm nay, tiệm Rau Củ Ba ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một mô hình khởi nghiệp do Nguyễn Anh Thảo, 29 tuổi, làm chủ, sử dụng lá chuối để gói nông sản sạch thay cho bao ni lông. Mặc dù có một số bất tiện như khó treo, móc hay sách, nhưng phần lớn khách hàng đều thích thú và hài lòng khi sản phẩm được bao bọc trong loại vật liệu này. Mình sử dụng lá chuối bởi vì thứ nhất là tụi mình cũng có cái ý thức bảo vệ môi trường cũng từ thời sinh viên đến giờ. Cộng với lại mình thấy lá chuối nó hay quá. Trước đây thì mình có sử dụng để lót các cái rổ rác của mình. Sau đó thì mình chuyển sang gói cái sản phẩm của mình bằng lá chuối luôn. Thứ nhất là vừa đẹp mắt, thứ hai là nó vừa nhìn thấy nó sạch sẽ và nó rất là thú vị và cảm giác mình cầm lên nó rất là giống như ở quê. Tại cửa hàng này, các sản phẩm nông sản sạch, nông sản hữu cơ từ dưa leo, bắp cải, đậu ve cho đến súp lơ, rau dền đều được chủ nhân bó bằng lá chuối. Chính sự thân thiện từ lá chuối, thêm vào đó là sản phẩm sạch, an toàn, nên lượng khách hàng thân thiết với tiệm rau này ngày càng tăng. Khi gói lá chuối như vậy thì riêng về cái đồ bảo quản của nó sẽ... Về bảo quản thì rất là tốt, nhưng mà cái thời gian bảo quản á, thì nó không được lâu như bao ni lông, nó không được tươi lâu. Tuy nhiên mình hay thường nói là cái rau của mình là cái rau ngủ đông, có nghĩa là rau tuy hơi hé một chút xíu nhưng mà khi mà mọi người đem về nhà, mọi người rửa, mọi người để trong tủ mát á, thì rau nó sẽ tươi lại ngay như là lúc mới cắt. Nó là một điều đặc biệt là mình hay gọi rau, đây là rau ngủ đông. Theo chia sẻ, mỗi ngày tiệm rau tiêu thụ từ 50kg đến 70kg rau hữu cơ an toàn. Ngoài ra, lượng củ quả và các loại nông sản khác cũng được khách hàng đặt mua với lượng khá lớn. Hiện tại thì cái nguồn rau được của tiệm được lấy từ những cái vườn, những cái trang trại, những cái farm đạt chuẩn. Thì những cái farm đó có thể là farm an toàn hoặc là những farm đã được cấp chứng nhận hữu cơ. Lá chuối thì mình lấy từ những vựa lá chuối đảm bảo an toàn, vựa lá chuối mà dùng cho cung cấp cho các cái cửa hàng mà gói bánh. Khi sử dụng cái lá chuối như vậy thì nó cũng làm cho cái giá thành của mình đội lên. Mình cũng suy nghĩ nhiều nhưng mà mình lại quyết định là không có nâng cái giá sản phẩm lên. Mình vẫn cái tính chi phí đó giống như là những cái bao bì ni lông, những cái bao bì khác. Cũng hưởng ứng việc gói rau củ quả bằng lá chuối tươi, năm tháng nay Co.opmart đã nhân rộng cho toàn hệ thống trên toàn quốc. Thực tế cho thấy lá chuối tươi đang trở thành bao gói sản phẩm thân thiện với môi trường nhất hơn cả các chất liệu khác như màng co, túi ni lông tự hủy. Bắt đầu từ 6 Tết Nguyên Đán đó, thì lãnh đạo Sài Gòn Co.op có triển khai cái chương trình gói lá chuối bằng rau củ quả là mình gói lá chuối. Thì sau khi mà được lệnh ở cấp trên xuống thì tất cả các siêu thị, thì trong đó có siêu thị Liên Kiệt đã thực hiện cái chương trình này. Thì khi mà mình gói lá chuối vô sản phẩm bỏ lên quầy bán thì mình thấy tất cả các khách hàng khi vô mua thì người ta rất hài lòng. Gói thực phẩm bằng lá chuối đã có từ hàng trăm năm nay, cho đến nay vẫn được sử dụng. Loại lá cây có nhiều ở vùng nông thôn Việt Nam này, có bản to, không thấm nước, nhờ vào lớp vỏ bọc bằng sáp, có thể giữ được độ tươi của rau củ thực phẩm. Lá chuối không cần phải làm sạch nhiều, chỉ cần rửa bằng nước sạch là sử dụng được. Đặc biệt, vật liệu này có thể phân hủy trong thời gian rất ngắn. Trong khi đó, các loại bao bì bằng ni lông, nhựa phải mất đến hàng trăm năm để phân hủy. Đối với các thực phẩm mà gói bằng lá chuối thì cũng không xa lạ gì với người Việt Nam của chúng mình. Bởi vì nếu mà ai đã từng cỡ tuổi như tôi á, thì khi lúc nhỏ cũng đã từng biết là tất cả mọi thứ ông bà mình, cha mẹ mình gói tất cả các thực phẩm bằng lá chuối. Thì tôi thấy đây là một cái việc tốt, bởi vì thật sự ra bây giờ cái môi trường của
trái đất chúng ta thì sử dụng quá nhiều về chất những cái túi ni lông á, nói chung là một cái chất cái rác thải mà chúng ta khó tiêu hủy. Gói lá chuối này thì thật đúng là nó rất là lâu. Nói chung so với những cái bao gói khác thì cái này nó phải tỉ mỉ, phải lâu. Thì ở tổ tươi sống á, là chuyên làm về những cái mặt hàng rau củ quả thì mấy em phải sắp xếp người hợp lý. Từ 5 giờ sáng là mấy chị đã phải gói rồi, gói để mình cung cấp đủ cái lượng hàng lên quầy. Rồi nói chung là khách hàng mua đến đâu thì mình phải cung ứng đủ. Hầu như là kéo gói dài cho đến 2-3 giờ chiều. Sản phẩm mà gói bằng lá chuối thì đây là một cái sản phẩm nó thân thiện với môi trường. Chúng ta mang về chúng ta có thể sử dụng làm phân bón, hoặc là chúng ta có thể quăng rác. Thì khi mà rác như vậy cho vào trong cái môi trường nó sẽ dễ phân hủy hơn. Và như vậy thì nó rất có ích cho môi trường. Chẳng những mình yên tâm về cái chuyện môi trường mà về cái sản phẩm sạch mình cũng yên tâm luôn. Mà nó lại có mùi thơm, mùi thơm của lá chuối. Chúng ta sống trong một môi trường mà rác thải không tiêu hủy được quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng, mà không phải ảnh hưởng trực tiếp cho thế hệ chúng ta, mà mình phải nghĩ cho thế hệ mai sau. Vấn đề đó là rất là quan trọng. Thử tôi nghĩ là nên vận động và từ các hệ thống siêu thị, từ các chợ truyền thống, từ các cửa hàng siêu thị nhỏ, nói chung là tất cả mọi người đều có cái ý thức và có cái suy nghĩ là nên thay đổi về cái bao bì bằng ni lông để thay vào đó là những cái chất mà sử dụng mà ông bà ta hồi xưa đã từng sử dụng. Hồi xưa tôi nhớ là hầu như là tất cả đều gói bằng lá chuối, dây chuối, xôi cũng là gói bằng lá chuối, rồi nhiều thứ lắm. Rồi thậm chí cái túi xách cũng là cái túi đệm, chứ không phải là cái túi ni lông bây giờ mà từng bịch mà mình xách đi về. Có thể thấy, gói nông sản thực phẩm bằng lá chuối không hề mới. Tuy nhiên, việc các siêu thị, cửa hàng chuyển đổi dùng lá chuối gói rau quả là một trong những giải pháp để giảm và ngưng sử dụng túi ni lông. Hành động này cũng góp phần tuyên truyền thay đổi dần một thói quen gây hại cho môi trường của người dân.